Dư luận hay bất cứ ai quan tâm chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của ông Tập Cận Bình là điều dễ hiểu. Vượt lên trên ý nghĩa một sự kiện ngoại giao thông thường, ông Tập là nhà lãnh đạo tối cao một siêu cường kia mà. Siêu cường này đồng thời là quốc gia láng giềng có chung đường biên giới trên đất liền với Việt Nam dài tới hơn 1.400 km. Thêm vào đó, còn có một sự thật, liền núi, liền sông, nhưng quan hệ Việt Nam và Trung Quốc bao năm nay gắn liền với những thăng trầm, khúc quanh, ân oán không dễ quên trong lịch sử. Với thực tế đó, nếu dư luận thờ ơ, người dân vô cảm mới là điều khó hiểu và đáng tiếc. Cái khác ở đây là thái độ. Trong khi người dân Việt Nam cũng như người dân Trung Quốc, dù không quên lịch sử, dù biết rằng giữa hai nước có bất đồng trong vấn đề Biển Đông, nhưng ai cũng mong và kỳ vọng chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam lần này như một cơ hội mở ra bước ngoặt mới cho mối quan hệ giữa hai đối tác hợp tác chiến lược toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước. Vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới, thì một số nhà dân chủ, mấy trang mạng thiếu khách quan và thiện chí lại cố tình kích động dư luận qua việc tung ra những thông tin võ đoán, những luận điệu xuyên tạc. Họ không thể bỏ qua điều mà các nhà dân chủ đang ra sức bài xích trong chuyến thăm Việt Nam lần này. Ông Tập Cận Bình sẽ đòi bằng được ông Nguyễn Phú Trọng nâng cấp quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Trung Quốc như hiện nay thành cộng đồng chung vận mệnh. Sự la hét trên ít nhiều làm một số người lo lắng. Lo rằng, chẳng lẽ ngoại giao cây tre lại có thể uốn éo một cách tùy tiện, vô nguyên tắc vậy chăng? Chung vận mệnh khác gì Việt Nam chấp nhận thành thân phận chư hầu, hóa ra là báo hoảng. Chẳng có cái gọi là cộng đồng chung vận mệnh Việt Nam-Trung Quốc tù mù. Cả trong bài viết của ông Tập trên báo Nhân dân trước chuyến công du và trong hội đàm cấp cao ngày 12 tháng 12 giữa hai nhà lãnh đạo. Chỉ có điểm nhấn là hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên trì giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình. Mới thấy, những nhà ngoại giao kênh đảng cũng như kênh nhà nước của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Võ Văn Thưởng không chỉ uyên bác mà còn thâm thúy chuyện chữ nghĩa, không chỉ tỉnh táo mà còn thừa nhạy cảm trong chuyện chính trị. Thâm và tỉnh đến mức ấy, sao còn có chỗ cho cái khái niệm cộng đồng chung vận mệnh kia có chỗ chễm chệ trong văn bản hội đàm. Cũng hóa ra, cái gọi là cộng đồng chung vận mệnh Việt Nam Trung Quốc tự các nhà dân chủ tưởng tượng ra hoặc hóng hớt được từ vỉa hè hay từ xó xỉnh nào đó, chứ chẳng hề có thực. Cuộc đời, phàm cái gì còn nghi ngờ, hãy xác minh đã. Đằng này, mới hóng hớt, nghe hơi nồi chõ đã vội trá hình việc quốc gia đại sự, lấy đó làm điều hô hoán, xuyên tạc, thóa mạ người khác thì là loại người gì, có đáng trọng không?